Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Bản tin dịch COVID-19 ngày 5 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết có 13.137 ca mắc COVID-19, cao hơn hôm qua 3.616 ca. Số mắc của thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cộng lại gần 9.800 ca. Trong ngày có 9.211 bệnh nhân khỏi bệnh. Tính từ 17 giờ ngày 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới, trong đó có 36 ca nhập cảnh và 13.101 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 6.226, Bình Dương 3.540, Đồng Nai 1.243, Long An 756, Kiên Giang 345, Tiền Giang 133, Cần Thơ 100, Tây Ninh 91, Đồng Tháp 78, Khánh Hòa 74, An Giang 73, Đà Nẵng 64, Hà Nội, trong đó có 7.521 ca trong cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 2.122 ca, Bình Dương tăng 1.055 ca, Đồng Nai tăng 251 ca, Long An tăng 212 ca, Kiên Giang tăng 220 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 524.307 ca nhiễm, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 520.013 ca, trong đó có 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 251.414, Bình Dương 132.433, Đồng Nai 28.549, Long An 25.085, Tiền Giang 10.571. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.211. Tổng số ca được điều trị khỏi 291.729. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.015, thở oxy dòng cao HFNC 1.207, thở máy không xâm lấn 146, thở máy xâm lấn 892, ECMO 31. 3. Số bệnh nhân tử vong. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 222, Bình Dương 38, Tiền Giang 5, Cần Thơ 4, Long An 3, Bình Thuận 2, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 2, Hà Nội 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Đồng Nai 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện 494.098 xét nghiệm cho 807.773 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 17.201.086 mẫu cho 38.990.152 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 4 tháng 9, có 336.381 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 21.445.181 liều. Trong đó tiêm một mũi là 18.246.636 liều. Tiêm mũi 2 là 3.198.545 liều. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được Báo Sức Khỏe và Đời Sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng.
hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tin tức COVID-19 tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho hai cán bộ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Trịnh Hữu Nhẫn, 60 tuổi, bác sĩ hạng 3, nguyên trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, trung tâm y tế huyện Nhà Bè. Bác sĩ Nhẫn đã mắc COVID-19 từ ngày 11 tháng 7 sau khi tiến hành truy vết và lấy mẫu các ca bệnh trên địa bàn và mất vào ngày 4 tháng 8. Người thứ hai được truy tặng huân chương lao động hạng 3 là bà Trần Thị Phương Hằng, 42 tuổi, nguyên điều dưỡng hạng 4, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 vào ngày 31 tháng 7, điều dưỡng Hằng được xác định mắc COVID-19 và đến ngày 13 tháng 8 thì qua đời. Đây đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào chiều ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Cuộc họp được kết nối tới hơn 9.000 điểm cầu tại các xã phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ngày 25 tháng 8 năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 được kiện toàn nhằm huy động sự tham gia đầy đủ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Thay mặt Ban Chỉ đạo mới kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ biểu dương đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà Ban Chỉ đạo trước đây đã đạt được. Theo Thủ tướng, hội nghị lần này được kết nối tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 705 quận, huyện, thị xã, thành phố và 9.043 xã, phường, thị trấn trong cả nước. Thông qua hệ thống trực tuyến này nhằm thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch từ Trung ương tới tận xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trên cơ sở chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, công việc thuộc cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải thực hiện trên nguyên tắc cấp trên chỉ đạo cấp dưới phải báo cáo cấp trên, ngang cấp, phối hợp, chia sẻ với nhau. Cuộc họp hôm nay lấy trọng tâm là bàn việc phòng chống dịch tại xã, phường, thị trấn, thực hiện chủ trương lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch. Vì xã, phường có đầy đủ hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị xã hội là cấp hành chính gần dân nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất và trực tiếp với dân. Đối với người dân là chiến sĩ phòng chống dịch, bởi người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong công tác phòng chống dịch với quan điểm chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Hội nghị này sẽ đề cập sâu đến việc khi thực hiện giãn cách xã hội thì xã, phường, thị trấn phải làm gì, người dân phải làm gì. Báo cáo của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp cho biết, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 9, cả nước đã ghi nhận hơn 508.000 ca mắc, trong đó có 279.699 người đã khỏi bệnh, 12.758 ca tử vong, có 10 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 6 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc là Cao Bằng. Trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 tại 23 địa phương đã ghi nhận 160.592 ca mắc. Số ca mắc mới theo ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. So với một tuần trước, có 7 trên 23 địa phương có số ca mắc mới trong tuần tăng. Có 16 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm so với tuần trước, trong đó 8 tỉnh có tỷ lệ nhiễm tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua. Tại cuộc họp, Thủ tướng trực tiếp đặt câu hỏi, chất vấn, kiểm tra tình hình công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Trong đó, khi thực hiện chủ trương lấy xã, phường làm pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ thì xã, phường phải làm những việc gì, người dân phải làm những việc gì. Đồng thời nhắc nhở, chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp, công việc mà các xã, phường, thị trấn phải làm ngay để phòng chống dịch hiệu quả hơn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ ban ngành, địa phương, nhất là các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã phát biểu sôi nổi, đánh giá về việc thực hiện phòng chống dịch theo nội dung tại công điện số 1099 và công điện số 1102 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch, kết quả hạn chế trong phòng chống dịch, nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, các biện pháp, bài học đã tích lũy được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, kiểm điểm công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát trong phòng chống dịch, những đề xuất kiến nghị để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn. Các đại biểu khẳng định chủ trương các biện pháp phòng chống dịch theo quan điểm xã, phường là pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ như hiện nay là đúng hướng và cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Tuy nhiên cần áp dụng linh hoạt, sáng tạo, căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn, từng thời điểm để phòng chống dịch hiệu quả hơn, quyết tâm kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi nghe các ý kiến, nắm bắt tình hình phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố, các quận, huyện và xã, phường, thị trấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ có phát biểu kết luận và chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn,
Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì công tác thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải y tế là nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống dịch bệnh. Và nếu không có một quy trình khoa học nghiêm ngặt và kịp thời, thì có thể sẽ trở thành nguồn lây nhiễm nguy hiểm cho cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, một trong những địa phương đang giãn cách xã hội ở mức cao 3 tuần này, vấn đề này được đảm bảo như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên Xuân Quý từ Tâm Điểm, miền Trung Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, tại Đà Nẵng, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thời gian qua gặp không ít khó khăn trong điều kiện phong tỏa cứng toàn thành phố để chống dịch. Trong khi đó, khối lượng rác thải y tế tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các cơ sở y tế tăng đột biến và lượng rác thải sinh hoạt gia đình tại các khu dân cư thuộc các vùng đỏ, vùng vàng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao phát tán dịch bệnh. Trong những ngày Đà Nẵng siết chặt giãn cách xã hội, người dân không được ra khỏi nhà. Các khu dân cư, kiệt hẻm đều lập chốt chặn cứng, chỉ để một lối đi để kiểm soát người ra vào. Việc thu gom xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi, nhiều gia đình chưa có ý thức phân loại rác thải, để lẫn chất thải nguy cơ cùng với rác sinh hoạt thông thường. Trung bình mỗi ngày, các đơn vị thu gom từ 650 tới 700 tấn rác sinh hoạt và khoảng từ 1,5 tới 2 tấn rác thải nguy cơ trong các khu cách ly. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường thêm 280 thùng rác tại các khu dân cư đang cách ly, phong tỏa để đảm bảo giãn mật độ. Vâng, trong những ngày này thì những người làm công tác vệ sinh môi trường tại Đà Nẵng cũng phải làm việc với cường độ cao và áp lực không kém các lực lượng chống dịch. Hàng nghìn con người vẫn cần mẫn bất kể ngày nắng mưa thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà thầm lặng ít ai biết tới. Từ ngày thành phố yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó, công việc thu gom rác của anh Luyện vất vả hơn. Đây là một trong nhiều khu dân cư đang nằm trong vùng vàng có nguy cơ dịch bệnh COVID-19, nên anh và các đồng nghiệp càng phải thận trọng bảo vệ mình trong khi làm nhiệm vụ. Công ty là phát bảo hộ, rồi thời sốc khuẩn, rồi diệt khuẩn, rồi có mang theo lên xe để xịt cho nữa. Còn rác lấy rác thì người dân không cho ra ngoài đường. Họ để trước nhà hết, mình tự phục vụ hết, mình tự làm hết. Mỗi lần là tới chốc là quằn lẹ đi qua đường khó chứ không phải đi thẳng như mấy hầu. Thật khó khăn trải nghệ đó thôi, chứ còn nói chung cũng cố gắng phục vụ cho hết mình để cho thành phố xanh sạch đẹp. Riêng quận Thanh Khê hiện có tới 75 khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế và 7 khu cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm vệ sinh môi trường, Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp bảo hộ, hỗ trợ. Đặc biệt, hầu hết công nhân môi trường đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và khoảng 40% trong số đó đã tiêm đủ 2 mũi. Trong khu cách ly cứng thì hay là các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, thì khi thu gom thì công nhân mặc trang bộ bảo hộ y động y tế để an tâm. Đồng thời công ty cũng có cái hỗ trợ về việc thuê phòng và lương thực cho các công nhân ở ngoài tỉnh để đủ cái lực lượng bố trí sản xuất. 1.250 trên 1.288 lao động tại công ty là đã được tiêm vaccine. Còn đối tượng còn lại á, thì hiện tại là những cái công nhân nằm ở trong vùng cách ly cứng không ra được, hoặc là những người nghỉ thai sản, ốm đau đột xuất mà không đi được thì chưa tiêm vaccine. Trong đợt này, Đà Nẵng đã huy động hơn 1.000 công nhân vệ sinh môi trường làm nhiệm vụ thu gom rác tại các khu cách ly, khu dân cư. Họ, những người không một ngày ngơi nghỉ và tiếp xúc hàng ngày với rác thải nguy cơ, cũng là những chiến sĩ thầm lặng góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh ở thành phố này. Trong bối cảnh dịch bệnh có sự lây nhiễm trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tổ chức các phương án thu gom rác phù hợp với từng địa bàn và cách thức thu gom an toàn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vaccine cho nhóm người lao động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường để bảo vệ an toàn cho chính họ và cộng đồng. Một thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội đó là Khánh Hòa sẽ bỏ giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Khánh Hòa đã cho biết đây là thông tin không đúng sự thật, được dẫn từ bản tin của báo Tuổi Trẻ đã đăng cách đây một năm. Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa cũng cho biết thông tin này được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 9 năm 2020 là thông tin cũ, vì trùng ngày, trùng tháng nên nhiều người nhầm lẫn. Mọi người không nên chia sẻ, phát tán để gây hoang mang dư luận, làm trái với chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh chưa có gì thay đổi. Thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng đến hết ngày 8 tháng 9. Và mới đây trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền hai bức ảnh người đàn ông mặc áo dài trắng, đầu quấn khăn sọc đỏ, không đeo khẩu trang, đeo súng kèm theo băng đạn, chạy xe máy mang biển số Cần Thơ ngoài đường. Một tài khoản Facebook còn đăng hai bức ảnh người đàn ông trên kèm theo dòng trạng thái: các chú tuổi gì mà kiểm tra giấy tờ anh? Cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã xác minh đây là hình ảnh từ năm 2020 khi thành phố Cần Thơ chưa có dịch COVID-19. Vào thời điểm đó, công an phường Thới Bình đã mời người đàn ông trong bức ảnh đến để nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Riêng về vũ khí mà người đàn ông chụp trong bức ảnh được xác định là súng giả, băng đạn giả bằng nhựa và cũng đã bị công an phường Thới Bình tịch thu. Vào sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ Phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP.HCM tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh. Và trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng các hướng dẫn bằng hình ảnh và video clip. Người dân có thể nhờ nhân viên y tế hướng dẫn khi mà lần đầu tiên thực hiện hoặc là tham khảo hướng dẫn trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh với trách nhiệm cá nhân, với tình yêu thương bản thân, gia đình và tri ân các lực lượng y tế đang nỗ lực hết sức để điều trị và bảo toàn sinh mệnh cho các bệnh nhân COVID-19. Tôi hiểu rằng các bạn sẽ sẵn lòng tự thực hiện xét nghiệm thường xuyên và tin rằng kết quả xét nghiệm test nhanh của các bạn và gia đình luôn được cập nhật tới cơ quan y tế địa phương. Đây là những thông tin có giá trị để đánh giá về tình hình dịch bệnh và cũng là những viên gạch góp phần xây nên pháo đài chống dịch của các phường xã trong thành phố. Kính chào quý vị khán giả đang đến với tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, 57 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên sóng truyền hình hoặc trực tiếp tùy điều kiện và tình hình dịch bệnh ở từng địa phương. Tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, chỉ duy nhất một lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và YouTube để gần 1,7 triệu học sinh các cấp của thành phố cùng hưởng ứng và theo dõi. Tất cả các trường học còn lại trên địa bàn thành phố không tổ chức khai giảng tự trường, kể cả trực tuyến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đánh trống chính thức khai giảng năm học mới 2021-2022 cho gần 1,7 triệu học sinh các cấp trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Phan Văn Mãi hoan nghênh ngành giáo dục, tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để khởi động năm học mới. Dù thành phố còn ngổn ngang nhiều việc phải làm để ngăn chặn dịch, nhưng giáo dục vẫn được ưu tiên hàng đầu. Dịch COVID-19 lan rộng khiến học sinh thành phố chưa thể đến trường, nhưng nó không thể ngăn chặn các em trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và chinh phục kho tàng tri thức của nhân loại. Trong hành trình vươn đến những đỉnh cao tri thức, các em sẽ khám phá ra những năng lực tiềm ẩn của bản thân và bao điều kỳ diệu của cuộc sống. Từ đó biết cách thể hiện tình đồng bào, tình yêu quê hương đất nước để một mai cống hiến sức mình cho xã hội. Vì dịch bệnh mà ngày khai giảng, sân trường không cờ hoa, không lễ hội, thầy trò không được tay bắt mặt mừng. Lãnh đạo thành phố mong các em học sinh hiểu đây là giai đoạn khó khăn, nhưng các em không đơn độc, rất nhiều người đang nỗ lực thầm lặng hy sinh để đẩy lùi dịch bệnh. Vì thế, các em hãy tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, học tập thật tốt, suy nghĩ và hành động tích cực, góp phần kiêm tốn của mình để cùng thành phố vượt qua đại dịch. Sau lễ khai giảng chưa từng có, từ ngày mai ngày 6 tháng 9, học sinh các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu chương trình của năm học mới. Một năm học hết sức đặc biệt khi việc dạy và học diễn ra theo hình thức trực tuyến, dự kiến kéo dài đến hết học kỳ 1. Riêng học sinh tiểu học sẽ bước vào chương trình năm học mới sau đó 2 tuần. Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng các phương án chương trình giảng dạy trực tuyến đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình từng địa bàn, từng đơn vị trường học và điều kiện thích nghi mỗi học sinh. Học trực tuyến đã không còn xa lạ với học sinh và phụ huynh trong suốt hai mùa dịch vừa qua. Dù vậy, bước vào năm học mới, không ít phụ huynh, học sinh vẫn đầy nỗi lo. Từ việc học online kéo dài cả một học kỳ, cần phải chuẩn bị tài liệu, sách vở, trang bị máy móc, công nghệ, hạ tầng mạng, tới việc trẻ lớp 1, lớp 2 chưa quen với môi trường học tập mới mẻ này. Khối 12 tuổi em là năm cuối cấp.
cần phải thi đại học thì em nghĩ là tụi em khó tiếp thu được thông tin, thứ hai là khó mà trao đổi với lại các thầy cô. Có những bạn là chưa kịp mua sách vở cho năm học của mình, thiếu về tài liệu và bị những cái gián đoạn về internet, về thiết bị học tập. Tôi có một bé năm nay vào lớp 1, thì cái bé chưa được biết chữ, thành ra cái vấn đề học thuyết của bé là một cái thách thức. Để giảm bớt nỗi lo nơi phụ huynh và học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã linh hoạt xây dựng nhiều phương án dạy học trực tuyến. Từ việc xây dựng bài giảng vừa đầy đủ kiến thức vừa sinh động đến nền tảng phần mềm phù hợp để dạy học và cả cách thức giảng dạy sao cho học sinh không bị nhàm chán và dễ tiếp thu. Khi mà làm phân phối bài dạy cho các em và ngay cả khi quay clip dạy đưa lên bài dạy cho các em thì giáo viên phải đặt cái yếu tố là tạo cái sự kích thích cho các em trong việc học. Đánh giá học sinh thì sẽ thông qua là cái việc mà các em chuyên cần vào trong bài học như thế nào. Và cái bài kiểm tra sau những cái bài học để xem thử các em nắm được kiến thức như thế nào. Giáo trình được thiết kế phù hợp với việc học trực tuyến kéo dài, không tạo áp lực kiến thức cho học sinh phải học ở nhà, không được giao lưu, tiếp xúc, giao lưu trực tiếp cùng bạn bè, thầy cô. Nhiều nhà trường cũng sẵn sàng các phương án hỗ trợ học sinh khó khăn về thiết bị học tập, điều kiện học tập. Chúng tôi sẽ gửi cái bài, cái giáo trình và bài học đến trực tiếp cho các em. Nhà trường cũng phải thành lập một cái ban, một cái hội đồng chuyên môn để tiếp nhận những thông tin của những học sinh mà không có điều kiện học tập. Nhà trường vận động một cái hội quỹ của phụ huynh để chúng ta có cái điều kiện tặng cái điều kiện cơ sở vật chất giống như một cái laptop cho học sinh hay một cái iPad. Khó khăn hạn chế là khó tránh khỏi khi phải học trực tuyến. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, học trực tuyến là giải pháp tối ưu. Cùng với nỗ lực của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các chương trình dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch bệnh là sự chia sẻ giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh vì một năm học mới an toàn, chất lượng, thành công. Để phục vụ năm học mới trong điều kiện học trực tuyến, ngay từ sớm ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng tài nguyên học liệu online cho tất cả các cấp học. Chương trình giảng dạy trực tuyến cũng sẽ được phát trên sóng truyền hình để giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, nắm bắt kiến thức hơn. Điều này cũng tạo sự thuận lợi cho khoảng 6.600 học sinh các cấp là F0, hầu hết bệnh nhẹ không triệu chứng nên vẫn đủ sức khỏe tham gia học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã lên kịch bản và yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, chuẩn bị đầy đủ chu đáo việc dạy và học online đến hết học kỳ 1. Tùy theo tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn, các đơn vị giáo dục có thể báo cáo để xem xét dạy trực tiếp cho một số đối tượng học sinh, ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 và cuối cấp. Dạy và học trực tuyến là một cái phương thức dạy học ổn định ở trong năm học 2021-2022. Hiện nay, ngành giáo dục đào tạo đã xây dựng cơ sở dữ liệu, cái tài liệu tài nguyên dạy học cũng khá là phong phú ở tất cả các cái trang web của nhà trường và chuẩn bị cho đầy đủ cho năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai các clip dạy học phát sóng ngay đầu tháng 9. Nội dung chương trình: thời gian đầu năm học, giáo viên hướng dẫn trẻ tự học, hướng dẫn phụ huynh cùng học, hỗ trợ trẻ học tập trên môi trường internet. Một năm học đặc biệt diễn ra trong thời điểm vô cùng khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã chính thức bắt đầu. Xin chúc các thầy cô giáo và các em học sinh một năm học mới an toàn, chất lượng và thành công tốt đẹp. Đến đây thì Tâm điểm Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục với bản tin thời sự của truyền hình Thông tấn. Vào sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân Thành phố Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh. Và trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng các hướng dẫn bằng hình ảnh và video clip. Người dân có thể nhờ nhân viên y tế hướng dẫn khi mà lần đầu tiên thực hiện hoặc là tham khảo hướng dẫn trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh với trách nhiệm cá nhân, với tình yêu thương bản thân, gia đình và tri ân các lực lượng y tế đang nỗ lực hết sức để điều trị và bảo toàn sinh mệnh cho các bệnh nhân COVID-19. Tôi hiểu rằng các bạn sẽ sẵn lòng tự thực hiện xét nghiệm thường xuyên và tin rằng kết quả xét nghiệm test nhanh của các bạn và gia đình luôn được cập nhật tới cơ quan y tế địa phương. Đây là những thông tin có giá trị để đánh giá về tình hình dịch bệnh và cũng là những viên gạch góp phần xây nên pháo đài chống dịch của các phường xã trong thành phố.